lão khiếu hiểu rồi. Phạm Đan Sư quả thật hóa ra là tìm được nơi tốt hơn, nếu là vậy, thì nói sớm, lão khiếu cũng sẽ chúc mừng, hà tất phải tìm cái cớ như vậy. Lời này của ông chủ Khang là ý gì? Lẽ nào một tháng trước đó công hiến của Phạm Mỗ là giả hay sao? Để nhanh chóng chế tạo Linh Đan cho Đan Phường, Phạm Mỗ đã vài lần thổ huyết, nếu không có Phạm Mỗ chống đỡ, Linh Đan Phường sớm đã đóng cửa rồi. Phạm Đan Sư nói không sai, nếu không có ông chống đỡ, Linh Đan Phường sớm đã đóng cửa rồi. Hừ, người không ra sao đã có trời chu đất diệt, ông đã hiểu rồi, thì không cần phải nói nữa. Ông chủ khang, hãy bảo trọng, phạm mũ cáo tử. Ngươi về sau thảm rồi. Không phải nói ta sẽ qua đó sao, cô bây giờ đến đây là ý gì? Sao vậy, người ta đích thân đến đón ông, lẽ nào không được sao? Muốn người ta không biết, trừ phi không làm, ông giấu được nhất thời, lẽ nào giấu được cả đời? Hơn nữa chỉ là đổi một nơi luyện đan khác mà thôi, có gì mà phải hổ thẹn. Nhãn thần của ông chủ Khang hung dữ quá, hình như muốn ăn tươi nuốt sống thiếp thân rồi, có điều ông chủ Khang, ông lớn tuổi vậy rồi, thật sự còn ổn không? Bà chủ chắc, thủ đoạn hay lắm, lão khiếu bái phục. Ai dô, ông chủ Khang nói vậy là ý gì, thiếp thân không hiểu. Đều là người rõ chuyện, hà tất phải giả hồ đồ, có điều bà chủ chắc nghĩ như vậy có thể khiến linh đan phường ta đóng cửa, vậy thì nhầm to rồi. Ha ha. Ba vị hư vương cấp luyện đan sư thuộc hạ của ông chủ Khang hiện giờ đều đến đan khí các của thiếp thân rồi, lẽ nào bản thân ông chủ Khang cũng là đan đạo đại sư, muốn đích thân làm việc. Ông đã già rồi, phải giữ sức khỏe đó. Hừ, Phong Lâm thành lớn như vậy, hư vương cấp luyện đan sư cô nghĩ khó tìm làm sao? Ông chủ Khang lẽ nào vẫn còn đan sư khác? Vị đan sư đại nhân này, xin hỏi quý danh. Dương. Hóa ra là Dương đan sư, thiếp thân xin bái kiến. Dương đan sư tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường, còn biết luyện đan, khiến thiếp thân ngưỡng mộ quá. Người ngưỡng mộ ta không ít. Vậy không biết Dương đan sư có hứng thú đến đan khí các ta luyện đan không, thiếp thân có thể cho Dương đan sư. Chắc ngưng ti, ông chủ khang đừng phẫn nộ, ta chỉ là nói vài câu với Dương đan sư mà thôi, không cản trở chuyện gì của ông cả. Dương đan sư, đề nghị vừa rồi của thiếp thân thế nào? Về mặt thù lao, ngươi không cần lo lắng, cứ tính gấp đôi như ông chủ khang cho ngươi thế nào. Ông ta toát mồ hôi nhìn về phía men đang có chút do dự. Có chuyện tốt vậy sao? Dương Đan Sư. Đương nhiên, Dương Đan Sư nếu không tin, có thể hỏi Phạm Đan Sư xem. Ngoài thù lao ra, thiếp thân còn sắp xếp bốn mỹ tỷ phục vụ bên cạnh, chăm sóc Dương Đan Sư ngày ngày. Đề nghị của bà chủ chắc khiến ta thật sự động lòng rồi. Dương Đan Sư. Thân hồn khế ước chỉ quy định đơn thuốc không được tiết lộ ra ngoài, đơn thuốc còn chưa trao vào tay hắn, thần hồn khế ước căn bản không thể phát huy tác dụng. Đáng tiếc, đáng tiếc gì? Đáng tiếc Dương Mẫu vừa rồi đã ký thần hồn chi khế với ông chủ khang rồi, cho nên dù có lòng, sợ là không thể giúp được bà chủ chắc rồi. Thần hồn chi khế, bất đắc dĩ mà thôi. Bà chủ chắc, xem như này được không? Ta một bên thay ông chủ khang luyện đan, một bên thay đan khí các luyện đan, những lợi ích trước đó bà chủ đã hứa ta chỉ cần một nửa, thế nào? ngươi chết đi còn hơn. Ông chủ khang, bây giờ ông cũng chỉ còn một luyện đan sư, ta xem xem linh đan phường của ông còn kiên trì được bao lâu. Chúng ta đi. Dương đan sư, chuyện hôm nay, lão khiếu xin đa tạ, nếu không phải ngươi, thể diện của linh đan phường và lão khiếu đã bị quét sạch rồi. Ông chủ khang nặng lời rồi, dương mỗ không làm gì cả. Lão khiếu thực ra nghĩ không thông, bà chủ chắc đã ra điều kiện tốt như vậy, dương đan sư tại sao? Ừm, ba ngày trước ta đã đến đan khí các, muốn tìm bọn họ mua đơn thuốc, lại bị không khách sáo gì trong cửa tiệm đuổi ra ngoài. Chính là vì cái này, vậy ông chủ Khang nghĩ là vì gì? Lão Khiếu hiểu rồi, vậy chúng ta tiếp tục nói về vấn đề thủ lao đi. Như vậy, Linh Đan phường bọn ta cung cấp hai phương thức thủ lao. Một là lương tháng, Linh Đan phường một tháng sẽ cho ngươi một lượng nguyên tinh nhất định, đương nhiên, lương tháng này lão Khiếu có thể trả ngươi gấp đôi. Loại khác chính là giúp phần Linh đan phường ta cung cấp các loại dược tài cho dương đan sư luyện chế. Linh đan luyện thành sau khi bán ra, ngươi và linh đan phường rút phần trăm theo tỷ lệ, không biết ý của dương đan sư. Loại 2 đi. Luyện đan sư mới vào nghề, lựa chọn đầu tiên có thể thu được lợi ích an toàn hơn, nhưng hắn lại chọn loại 2. Lẽ nào dương đan sư là chân nhân không lộ diện? Luyện đan cao thủ. Dương đan sư không suy nghĩ thêm sao. Vị phạm đan sư hợp tác với đan phường rời đi lúc trước chính là một cách để trả thù lao. Không cần đâu. Vậy, được rồi. Vậy phá lệ phân cho dương đan sư bốn, đan phường sáu, thế nào hả? Trước kia đều là ba phần, vậy thì đa tạ khang trưởng quỹ. Đúng rồi đan phương đưa cho ta, ta tham ngộ hai ngày thì bắt đầu luyện chế linh đan. Không vội không vội, cứ chuẩn bị cho kỹ. Dương đan sư mời theo ta đến phòng luyện đan. Cảnh chuyển tới phòng luyện đan, dương đan sư cứ tham ngộ sự huyền diệu của những đơn thuốc đó ở đây đi, việc luyện đan đợi cậu chuẩn bị xong rồi tính. Đúng rồi Khang trưởng quỹ, quý phường hiện giờ đang thiếu loại linh đan nào? Tự nhiên là nguyên ngưng đan rồi, lượng như cầu đối với linh đan này cực lớn, nguyên ngưng đan trước giờ đều là vừa luyện chế ra đã được bán hết sạch. Ta hiểu rồi. Mấy ngày sau đó, sao vẫn chưa có hàng chứ? Có biết lão tử đợi bao lâu rồi không? Làm lỡ việc tu luyện của lão tử, linh đan phường các ngươi có bồi thường được không hả? Còn không xuất hàng mới, ta sẽ đến đan khí các mua đấy. Đã 10 ngày rồi, nguyên hương đan trong tiệm đã hết sạch rồi còn không lấy ra được hàng mới các khách quen kia sợ là trưởng quỹ à không phải bảo ngươi đi sắp xếp cho các vị khách kia sao sao lại xuống đây rồi không được rồi trưởng quỹ vốn dĩ đan phường hôm qua đã phải có nguyên hương đan xuất lò rồi rất nhiều khách quen hôm qua đã bắt đầu xếp hàng đợi mua nhưng đến hiện giờ vẫn không có hàng bọn họ sớm đã bất mãn rồi bất mãn thì có thể làm gì được lẽ nào còn muốn lão phu biến ra cho họ chắc bảo bọn họ đợi thêm đi. Đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng bọn họ không chịu nghe, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa có người phát ra tin đồn, nói linh đan phường ngày sau sẽ không cung cấp linh đan nữa, có khách nhân đợi không được đã đi rồi. Chắc ngưng ti, đồ tiện tỷ nhà ngươi. Dương Đan Sư, hy vọng cậu đừng khiến ta thất vọng. Trưởng quỹ à, vị Dương Đan Sư này thật sự làm được sao? Ta đâu có biết chứ. Luyện đan sư tốt nhất của đan phường lúc trước có thể đem tổn hao dược liệu khống chế ở khoảng 3 thành, giống như Phạm Hùng vậy, độ tổn hao nguyên liệu khoảng 5 thành, ta cũng miễn cưỡng có thể vừa ý. Hắn thì sao? 6 thành hay 7 thành? Cho dù là 8 thành, ta cũng phải nhận, chỉ cần hắn có thể lấy được Nguyên Ngưng đan ra, chống đỡ qua được nguy cơ này là được. Nhưng hiện giờ một viên cũng không có, còn không ra đây, chúng ta về sau sẽ đến nơi khác mua đấy. Đúng đúng đúng. Dương đan sư Cậu đã xong chưa? Hiện giờ là 7 ngày giao cho cậu ta 100 phần nguyên liệu, còn lại khoảng 10 phần thuốc, không biết cụ thể cậu ta luyện ra được mấy viên đan dược, lại tổn thất bao nhiêu dược liệu. Dương Đan Sư, Linh Đan luyện chế thế nào rồi? Ừm, đều ở đây hết. Ông ta sững sờ nhìn những bình đan dược mê đưa. Khang trưởng quỹ, ta không sao. Dương Đan Sư, tất cả những thứ này đều là nguyên ngưng đan sao. Đúng vậy, Khang trưởng quỹ có thể kiểm tra xem. Một bình 10 viên, hơn 30 bình, hơn 300 viên. Sao có thể chứ? Đây là kết quả mà trước kia cộng cả ba vị luyện đan sư vào mới có được đấy. Tổng cộng luyện chế hơn 500 viên nguyên ngương đan. Xem ra, ta vẫn là đưa quá nhiều rồi. Sớm biết vậy lại cắt bớt 100 viên nữa. Cứ cho dùng không hết, lấy đi bán cũng được. Ông ấy cười trong sung sướng. 300 viên, 300 viên nguyên ngương đan. Nhưng mà, may là mấy viên nguyên ngương đan có đan văn kia đều được giấu đi rồi. Cũng coi như được an ủi một chút. Cảnh chuyển tới đan khí các. Sao có thể chứ? Khang lão quỷ vậy mà lại lấy ra được hơn 30 bình nguyên ngương đan. Ngươi xác định đã không nhìn nhầm chứ? Không sai. Đúng thật là nguyên ngương đan. Vừa lấy ra đã được rất nhiều người tranh hết. Thật sự là cung không ứng cầu. Thuộc hạ cũng cố gắng hết sức mới mua được 3 viên từ chợ đen. Giá cả gấp đôi. Thật sự là ngưng nguyên đan. Trưởng quỹ à! số linh đan này liệu có phải do gia hỏa dương khai kia luyện chế ra không? Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi thật sự nghĩ hắn là luyện đan sư. Cứ cho là đạo nguyên cấp luyện đan sư cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Trưởng quỹ nói đúng lắm, là thuộc hạ ngu dốt. Xem ra khang lão quỷ còn có chút hàng tồn. Lão gia hỏa này quả nhiên không dễ đối phó mà. Này phải làm sao đây? Nghe nói tử nguyên thương hội bọn chúng hai tháng sau sẽ có hai vị luyện đan sư được điều đến phong lâm thành này. Nếu như chúng ta trong vòng 2 tháng không thể nào đánh sập được Linh Đan phường, đến lúc đó sẽ không có nhiều cơ hội nữa. Ngươi lui xuống đi, Linh Đan phường có động tĩnh gì phải lập tức báo cho ta. Lạ. À. Kỳ lạ, đan dược này nhìn không phải là để tồn quá lâu, khá là giống mới luyện chế. Lẽ nào thật sự ra từ tay đan sư tên Dương Khai kia? Không thể nào, một người không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy luyện chế ra nhiều linh đan như thế, sợ là Khang lão quỷ này sớm đã có chuẩn bị, hàng tồn lấy ra rồi dược lực này mạnh hơn một chút so với đan trước đó bán ra. Khang lão quỷ này lại tìm được vị đại sư đó tu cải đan phường rồi. Vốn nghĩ đào tường nhà ông ta có được đơn thuốc của linh đan phường là có thể xóa bỏ được ưu thế dược hiệu nguyên ngưng đan của linh đan phường để ta chèn ép. Không ngờ không ngờ đấy, khang lão quỷ quả nhiên là lão già giả hoạt, lão ta nhất định biết dự định của ta. Cho nên mới thay đổi đơn thuốc lần nữa, đan sư ta tốn hết tâm sức lừa về là vô nghĩa rồi. Khang lão quỷ lão già này, Chờ đó cho lão nương, vài ngày nữa tinh sứ của tinh thần cung sẽ đến phong lâm thành, đến lúc đó ta xem ông đấu với ta kiểu gì. Lúc này ở Linh Đan Phường, luyện đan thất dưới lòng đất. Không hổ là đơn thuốc đế cấp luyện đan sư đã cải thiện, sau vài lần luyện đan, ích lợi không hề nhỏ, kinh nghiệm luyện đan đã hoàn toàn hóa thành cảm ngộ của ta rồi. Đan dược mấy ngày này ta luyện chế, dược dạ thuần khiết, dược hiệu ngày càng mạnh, cũng may mà từ trong đại đạo đan âm lĩnh ngộ được một bộ đan quyết dùng để thụ đan. Mên cho tất cả các dược liệu vào lò luyện đan. Sử dụng thần thức chi hỏa ngưng luyện dược dịch. Tiếp đến khống chế ngọn lửa vừa đủ độ nóng. Thêm vào linh trận tăng độ thành công cao. mê ngồi đợi kết quả của đan lô. Một phần tài liệu nguyên ngưng đan, cực hạn trên lý thuyết là có thể luyện chế ra 9 viên đan dược. Ta hiện giờ dốc toàn lực mới làm một lèo được 6 viên. Cứ từ từ vậy, luyện xong những thứ này đã. Ừm, cố ý luyện chế thất bại vài lô để tránh Khang Tư Nhiên nghi ngờ. Lần này có lẽ luyện chế ra được hơn 500 viên. Nhanh vậy đã luyện chế được hơn 300 viên rồi. Dương Đan Sư có thể hợp tác với ngươi, thật sự là vinh hạnh của lão khiếu. Nếu không có người tọa chấn, Linh Đan Phường ta sợ là thật sự phải đóng cửa rồi, đại ơn không thể cảm ơn bằng lời. Dương Đan Sư về sau có sai bảo gì, lão khiếu dù nhảy vào dầu sôi biển lửa cũng không từ. Chuyện bổn phận thôi, ông chủ khang nặng lời rồi. Nhớ ban đầu, Ba đan sư của Linh Đan Phường có tên nào không phải dạng khó hầu, các yêu cầu kỳ quái hiếm có trước khi luyện đan. Sở thích xa xỉ biến thái, có tên nào là không tiêu tốn hết mấy nghìn nguyên tinh. Dương đan sư này phẩm cách cao thượng, không có làm giá. Năng lực luyện đan mạnh, hoàn toàn tốt hơn ba tên rác rưởi kia. Giờ ba tên đó ở đan khí các, hẳn khiến tiện tỳ chắc ngưng ti kia đau đầu một phen đi. Dương đan sư, ngươi có cần nghỉ ngơi vài ngày không? Có nguyên ngưng đan lần này ngươi cung cấp, Nửa tháng tiếp theo linh đan phường chúng ta không cần lo nghĩ về nguồn hàng nữa rồi. Ồ, nếu nguyên ngương đan đủ dùng, vậy có cần luyện chế linh đan khác? Lượng linh đan khác yêu cầu không phải qua lớn, chỗ lão khiếu vẫn còn một số hàng tồn, cho nên không gấp. Dương đan sư nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy được, ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Như vậy là tốt nhất. Đúng rồi, Dương đan sư lần đầu đến phong lâm thành, ngày mai có muốn đi dạo cùng lão phu không? Đi đâu? Là như vậy, tinh thần cung phái một tinh sứ đến, hiện giờ đang ở trong thành chủ phủ. Còn lão phu có vinh hạnh được mời đón tiếp, ngày mai sẽ cùng tinh sứ đại nhân ra ngoài đi dạo, có thể đưa theo một người đi cùng. Tinh sứ của Tinh Thần Cung, tinh sứ của Tinh Thần Cung sao lại đến Phong Lâm thành? Lẽ nào đến vì chuyện trong Ngọc Thanh Sơn? Đúng vậy, trong Ngọc Thanh Sơn xuất hiện tung tích của Loan phụ, khoảng thời gian này đã có rất nhiều cường giả bên ngoài đến Phong Lâm thành, đến Ngọc Thanh Sơn để thăm dò. Vị đại nhân đó đến, đương nhiên cũng là vì loan phụ, nếu không phong lâm thành nhỏ bé có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Những ai đã đến vậy? Tin tức loan phụng hiện thân truyền bá rất nhanh, toàn bộ đại tông môn thế lực ở Nam Vực nghe được tin tức là đều đến cả. Lão Phu biết thì có thiên võ thánh địa, vô hoa điện, thanh dương thần điện, mấy thế lực này chỉ kém đại tông môn của tinh thần cung. Ngoài ra, hình như còn có tử nguyên thương hội và thất diệu thương hội cường giả cũng đến. Một số thế lực chung và nhỏ khác cũng không đếm xuể, phong lâm thành hiện giờ long quỷ xà thần đầy đủ vô cùng náo nhiệt các người muốn truy tung tích của loan phụng cũng không phải loan phụng là thượng cổ thánh linh cho dù thập đại đế tôn đích thân ra tay cũng không chắc đã thắng được ai dám liều mạng điều tra hành tung của nó chỉ có điều dù sao cũng là thánh linh hiện thân đương nhiên có rất nhiều người chú ý đến những người đến thực ra cũng không phải cao tầng của các tông môn đó cũng có một số người bảo vệ lần đầu ra ngoài tích lũy kinh nghiệm linh đan phường chúng ta tuy không là gì nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của tử nguyên thương hội thành chủ đại nhân cũng rất chiếu cố lần này để đón tiếp tinh sứ đại nhân lão khiếu đã được mời đến dương đan sư có hứng thú đi cùng không đi xem xem ngọc thanh sơn thánh linh hiện thân tri địa nghe nói ở đó diệt thế hắc viêm vẫn cháy đạo nguyên cảnh võ giả không dám tùy tiện vào trong nhưng ta cũng không vào sâu bên trong chỉ là đi qua thôi mở mang tầm mắt xem xem diệt thế hắc viêm đó rốt cuộc là gì mà bất hư như vậy đa tạ ý tốt ta không đi đâu, đối với ta mà nói tu luyện quan trọng hơn, thứ đó ta đã lĩnh giáo sâu sắc rồi. Cảnh chuyển tới Phong Lâm thành chợ đen. Kẻ nào đến, có gì nói thẳng, vị huynh đệ này, lão phu đi theo ngươi là có chuyện tốt muốn báo, có điều nơi này không an toàn, cẩn thận có kẻ nghe trộm. Vậy thì đừng nói nữa. Ấy, tiểu huynh đệ đừng đi. Được rồi, tiểu huynh đệ nhìn có vẻ là người bận rộn. Vậy lão khiếu không làm phiền thời gian của ngươi nữa, ngươi nhìn vật này mà xem. Đây là tàng bảo đồ. Không giấu gì tiểu huynh đệ, tấm tàng bảo đồ này là bảo vật tổ thượng của lão khiếu truyền lại. Tổ thượng của lão khiếu là đi theo phệ thiên đại đế kinh thiên vĩ địa, mà tấm tàng bảo đồ này chỉ dẫn chính là phệ thiên đại đế tàng bảo chi địa. Lão khiếu thực lực thấp di su, không thể đi tìm bảo tàng, hôm nay gặp tiểu huynh đệ thấy rất có duyên, bán rẻ cho người tấm tàng bảo đồ này, thế nào? Phệ thiên đại đế, chính là đại đế có phệ thiên chiến pháp. Ngoài ông ta ra thì còn ai, Hóa ra tiểu huynh đệ biết phệ thiên chiến Pháp, đó là đỉnh cấp công Pháp thiên địa đều bất dung đó. Không giấu gì ngươi, công Pháp này cực có khả năng ở nơi tàng bảo. Tiểu huynh đệ nếu có được công Pháp này, về sau cũng sẽ có hy vọng trở thành thập đại đế tôn. Ha ha, ta đã biết phệ thiên chiến Pháp rồi, ông tìm người khác đi. Năm nghìn nguyên tinh là xong, cơ duyên đỉnh cấp đấy. Tiểu huynh đệ suy nghĩ thêm đi. Tiểu tử thối, không mua thì không mua, mà lại ngông cuồng nói bản thân biết phệ thiên chiến Pháp nghĩ lão phu là kẻ ngu sao. Có điều kỹ năng này của lão phu có phải hơi giả không biết có cần đổi cách khác không nhỉ? Vừa rồi hình như nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vị cô nương này, đợi đã. Ông làm gì? Cô nương đừng sợ. Lão khiếu không có ác ý. Vậy ông muốn làm gì? Ha ha, lão khiếu và cô nương có duyên gặp mặt, muốn tặng một tạo hóa lớn cho cô. Tạo hóa lớn. Hóa ra hồi còn nhỏ, những truyền thuyết gì Phụng nói với ta là thật. Ta lẽ nào thật sự là tuyệt thế thiên tài một trong vạn người, do đó có được chỉ điểm của cao nhân, từ đó một bước lên tiên, một tiếng kinh người, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp, được cả tỷ người kính ngưỡng sùng bái. Là tạo hóa lớn gì? Mau nói đi, mau nói đi. Khà khà, đừng vội. Cảnh chuyển tới một cửa hàng linh đan nào đó. Bỉ nhân Kim Phúc Quý tham kiến vị đại nhân này. Nghe thuộc hạ nói, quý khách muốn bán gì đó? Linh đan. Xin hỏi là linh đan gì? Kim mỗ ở trong phong lâm thành cũng coi như có chút thể diện, ra giá, giá trước giờ công bằng, cũng tuyệt đối không tiết lộ thông tin của khách hàng, điểm này mong quý khách cứ yên tâm. Ông chủ Kim đã nói vậy thì tốt quá rồi, ta muốn bán chính là nó. Là nguyên ngương đan, nhưng nguyên ngương đan thứ này, người đặt mỗi ngày không phải một vạn thì cũng là tám ngàn, quý khách có bao nhiêu. Mên dơ lên ba ngón tay, ba trăm, quý khách giỏi quá vậy, có thể làm ra ba trăm viên nguyên ngương đan số lượng quả thực không ít chỉ là không biết chất lượng này ông chủ kim có thể thử vậy thì thứ cho kim mỗ vô lễ rồi chất lượng này chắc chắn là chính phẩm rất tuyệt lô nguyên ngưng đan này của quý khách chất lượng thì không phải bàn ta ra giá như này thế nào ông chủ kim lô nguyên ngưng đan này của ta chỉ đáng cái giá này nếu vậy thì không ngại gì đến cửa hàng khác xem hừ nếu không phải số nguyên ngưng đan là ta dở trò thì sao phải đến chợ đen bán Quý khách nghe ta nói, lô nguyên ngưng đan này đúng là hàng thượng đẳng. Nhưng tiểu tiệm làm ăn buôn bán, cũng phải suy nghĩ không ít. Lời ông chủ Kim nói có lý, có điều nguyên ngưng đan không thiếu đường bán chứ, ta chỉ cần gào lên một tiếng trên đường, sợ là sẽ bị cướp sạch ngay. Ông chắc chắn định từ bỏ cơ hội kiếm tiền này. Ấy ấy, đừng đi mà. Hai bên đã không chịu nhượng bộ thì không cần nói nhiều. Vậy giá này thì sao? Không tồi, 500 một viên. Có lẽ chúng ta còn cơ hội hợp tác lần sau. Vậy thì làm như lời quý khách nói, hy vọng quý khách lần sau có Nguyên Ngưng Đan thì hãy nghĩ đến cửa tiệm trước. Đương nhiên, đương nhiên, đúng rồi, chỗ ta ngoài Nguyên Ngưng Đan ra còn có các đan dược khác, ông chủ Kim tính toán giúp ta đi. Được luôn. Bán phần lớn linh đan trong tay, đã có được gần 17 vạn nguyên tinh rồi. Vẫn còn thời gian, đi dạo xung quanh xem, bên kia ồn ào gì vậy? Các ngươi sao lại không nói lý như vậy? Mạc Tiểu Thất, cô ta còn sống. Khi đó tưởng rằng cô ta chết rồi, ta còn thấy ái náy, tốt lắm, may mà cô ta vẫn còn sống. Nhưng mà, sao cô ta lại thoát được vậy? Đây lại là chuyện gì nữa? Sao các người không chịu nói lý chứ, thứ này là ta thấy trước, nguyên tinh cũng đã trả rồi, dựa vào gì phải đưa các người? Chậc chậc, dáng vóc cũng không tồi, chỉ là khuôn mặt này. Cô nương, không thể nói như vậy, công tử nhà ta nếu như đã thích thứ này Vậy thì không thể bỏ qua được. Cô bỏ ra bao nhiêu nguyên tinh, chúng ta trả gấp đôi thế nào hả? Ta cần số nguyên tinh đó của các ngươi chắc. Ngươi nói nghe xem, có phải ta đã mua trước rồi không? Ha ha, có lẽ, có lẽ là vậy. Cái gì mà có lẽ, lẽ nào ta không đưa ngươi nguyên tinh chắc? Ta vừa rồi còn đưa ngươi nhiều nguyên tinh hơn một chút, ngươi còn cảm ơn ta nữa. Lão trượng, vị cô nương này đã trả ông bao nhiêu nguyên tinh? Tám ngàn. Tám ngàn à, cũng không nhiều bản công tử bỏ ra một vạn lão trượng bán thứ này cho chúng ta thế nào hả một vạn được được nhưng thứ này bản cô nương đã mua rồi thế thì đã sao chứ việc mua bán kẻ trả giá cao thì có được trả giá cao được thôi vậy ta ra giá hai vạn là được bản công tử ra ba vạn so xem ai nhiều nguyên tinh hơn cô sao được chắc năm vạn danh con ngươi có biết bản công tử là ai không lại dám tranh đồ với ta ta biết được ngươi là ai chứ, lại nói là ngươi muốn tranh với ta chứ? Con người ngươi cũng quá không giảng đạo lý rồi đấy. Ta chính là phi thánh cung thiếu cung chủ Ninh Viên Thành, biết điều thì để đồ lại, người thì cút đi. Nếu không biết điều, he he, bản công tử bắt cả người và đồ cũng ở lại. Phi thánh cung, người này chính là Ninh Viên Thành, vị cô nương này gặp phiền phức lớn rồi. Hừ, sợ rồi chứ, lần này thì ngoan ngoãn đến cầu xin ta tha thứ đi. Nha đầu này mặc dù có vết bớt ảnh hưởng ánh nhìn, nhưng dáng vóc này, nhất là phân ngực đầy đặn kia. Phi Thánh Cung, thứ gì vậy? Chưa từng nghe đến. Ngông cuồng to gan, lại dám sỉ nhục Thánh Cung, bắt ả lại cho ta, bản công tử nhất định phải cho ả biết thế nào là Phi Thánh Cung. Đám thuộc hạ của hắn ta đồng loạt lao tới tấn công tiểu thất. Một đám nam nhân, cùng bắt nạt một tiểu cô nương, có còn là người nữa không? Ai, tiểu cô nương thật đáng thương. Chật chật, đáng thương quá, đám võ giả này gặp hạn rồi. Bọn chúng vừa chạm vào người của tiểu thất, liền bật ngược trở ra. Nha đầu này lẽ nào vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ sao? Tất cả lui xuống cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng qua đây, ta không dễ trêu chọc đâu, cẩn thận, cẩn thận ta đánh ngươi. Xin hỏi cao tính đại danh của cô nương. Không nói cho ngươi. Vậy xin hỏi cô nương xuất thân môn phái nào? Ta thấy cô nương hình như có chút quen mắt, giống như một người mà ta quen biết, hoặc là thế lực hai phái chúng ta nói không chừng có cùng cội nguồn. Phong Lâm Thành, hỗn độn phức tạp, người đến từ các đại thế lực không hề ít, nha đầu này rất có khả năng là đệ tử đích hệ xuất thân từ đại phái nào đó. Nếu như là vậy thì tốt nhất không nên động vào, nếu vậy, chỉ cần cô ta thuận theo lời ta nói tiếp thì có thể việc lớn hóa việc bé, việc bé thì bỏ qua rồi. Làm gì có cội nguồn gì chứ? phi thanh cung các người ta còn chưa bao giờ nghe thấy sao có thể có quan hệ với linh với chúng ta được chứ nha đầu này thật không biết điều rốt cuộc cô ta không hiểu hay là giả vờ không hiểu chứ nhưng vừa rồi cô ta nói linh gì đó cô ta lẽ nào là tiểu thư cuối cùng cũng tìm được cô rồi tiểu thư thì ra cô ở đây à làm thuộc hạ tìm mãi tiểu thư lẽ nào là cha phái đến ta phải mau đi là ta a à, là huynh huynh chưa chết sao Tiểu thư à, lần sau ra tay đừng nặng như vậy. Thuộc hạ tuy chịu đòn được, nhưng cũng không cản được tuyệt sát nhất kích của cô đâu, điều dưỡng bao nhiêu ngày giờ mới hồi phục được đây. Đáng thương, vừa phải đi làm bảo mẫu, vừa phải ngăn cản tiểu thư nhà mình ra tay, đừng nói gì, phối hợp với ta. Tiểu thư, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nào to gan dám đánh úp tiểu thư nhà ta? Hay hay hay, trên đời này lại có người gan to bằng trời như vậy, lần này chỉ sợ tinh sứ đại nhân đến cũng không giữ được tính mạng của người. Tinh sứ đại nhân đến đây cũng vô ích, hai người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lẽ nào là con cháu của nhân viên cấp cao của Tinh Thần Cung đến từ Nam vực bá chủ? Vị Bằng Hữu này đừng tức giận, vừa rồi là vị cô nương này có chút hiểu lầm với công tử nhà ta, mấy đệ tử không có mắt kia đã đắc tội với cô nương này. Nhưng họ đều đã bị trừng phạt rồi, thật ngại quá, Bằng Hữu hãy rộng lượng bỏ qua. Là vậy sao? Đúng vậy, Bằng Hữu ngươi xem cô nương này thực ra cũng chưa bị thương gì cả. Hừ, tiểu thư nếu bị thương, ngươi nghĩ ngươi còn đứng được ở đây nói chuyện với ta. Cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3 mà dám nói chuyện với ta như vậy. Đợi đến lúc không có ai, xem ta xử ngươi thế nào. Xin hỏi vị bằng hữu này, đến từ nơi nào? Hắn là đang truyền tin tức với đồng bọn. Các ngươi đến từ phi thánh cung. Đúng. Nhưng thần niệm cảm trị của ta căn bản không cảm giác được có sự tồn tại của cường giả nào. Tình hình này chỉ có một khả năng duy nhất. Cường giả ẩn trong bóng tối, thực lực còn cao hơn cả ta. Muốn biết bọn ta đến từ đâu. Được, ngươi qua đây ta nói cho ngươi, có điều phải trả giá một chút. Trong ba ngày, Phi Thánh Cung sẽ xóa tên khỏi Nam Vực, chỉ là không biết cái giá này ngươi có chịu nổi không. Còn muốn biết không, là lưu mỗ lỡ lời rồi, bằng hữu đừng trách. Một lũ hề hước ếch ngồi đáy giếng, bổn tọa không thèm tính toán với các ngươi nể tình tiểu thư chưa bị thương chỗ nào hôm nay tha cho các ngươi nếu có lần sau ngươi biết đấy đa tạ bằng hữu bọn ta cáo lui mên thở dài một hơi đi thôi đi thôi tiểu thất đôi mắt long lanh ngưỡng mộ mên ấy đừng đi mà năm vạn nguyên tinh đã nói đâu ông còn dám nói năm vạn nguyên tinh ta lấy mạng ông đấy tin không không dám không dám hai vị đi thong thả dương đại ca lợi hại quá nói vài câu đã dọa lũ đáng ghét đó chạy mất dép rồi huynh sao làm được vậy là chúng tự nghĩ nhiều thôi không nói cái này nữa tiểu thất sao cô lại ở đây ta vẫn luôn ở đây mà đúng rồi động phủ ta thuê ở rất gần chỗ huynh nhưng trước đó sao không gặp huynh ta trước đó không ở đây hôm nay mới quay về thực ra ta muốn hỏi tiểu thất lần trước muội ở trong ngọc thanh sơn làm thế nào mà thoát được vậy hôm đó ta là dùng thứ này để chạy thoát đây là thứ này có công hiệu dịch chuyển không gian. Dương đại ca quả nhiên tu luyện sức mạnh không gian, đến cái này cũng cảm trị được ra, muội biết ta tu luyện sức mạnh không gian. Đúng vậy, khi huynh động thủ với kẻ khác trong Ngọc Thanh Sơn, không phải là sử dụng sức mạnh không gian sao. Ta lúc đó đã phát hiện rồi, vì khi huynh sử dụng sức mạnh, cảm giác đó có chút giống với khi Lý Thúc ra tay. Lý Thúc, chính là Lý Vô Y Thúc Thúc đó, ông ấy cũng tu luyện sức mạnh không gian. Thứ này chính là ông ấy chế tạo cho ta để ta giữ mạng đấy." Lý Thúc nói thứ này vào lúc thanh chốt có thể mở ra một hư không thông đạo, dùng để chạy thoát mạng là phù hợp nhất. Ta vốn dĩ có hai cái, lần trước dùng một cái ở Ngọc Thanh Sơn, bây giờ chỉ còn một cái thôi. Dựa vào tấm pháp trận gia thú này có thể trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Lý vô ý đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dương đại ca, xin lỗi nhé, sao đột nhiên lại nói cái này? Lần trước lúc gặp nguy hiểm vốn dĩ ta muốn dẫn ngươi đi cùng đáng tiếc loan phượng tấn công quá nhanh ta chỉ có thể có thể sau đó ta muốn quay lại tìm huynh lần nữa nhưng ta không thể vào sâu ta tưởng rằng huynh chắc chắn chết rồi thực ra ta cũng có suy nghĩ giống như cô nói như vậy chúng ta đều tưởng rằng đối phương chắc chắn đã táng thân dưới hắc viêm diệt thế lại không nghĩ mỗi bên đều tự có thủ đoạn thoát thân vậy dương đại ca làm sao huynh thoát ra được thế sức mạnh không gian tinh thông của ta đó Ồ. Đúng rồi, Lý Thúc đã nói người có sức mạnh không gian tinh thông, bản lĩnh thoát thân là số một. Thế mà cũng tin rồi à. Ừ, vậy cái gì? Vị Lý Thúc đó của cô chắc không phải lợi hại bình thường đâu nhỉ. Đương nhiên rồi, Lý Thúc lại là cường giả đế tôn đó. Đế tôn cảnh. Đúng thế, không nói chuyện này nữa. Dương đại ca, nếu như huynh không sao, cùng ta đi tìm kho báu đi. Kho báu. Đúng thế, đúng thế. Hôm nay ta đã mua một bản đồ cất giấu kho báu, Người đó nói với ta là kho báu mà phệ thiên đại đế để lại, nói không chừng trong đó còn có phệ thiên chiến pháp. Thứ này, sao lại quen mắt thế nhỉ? Thứ này mua bao nhiêu nguyên tinh? Bảy nghìn đó, không đắt chứ. Nếu như thật sự có thể tìm được phệ thiên chiến pháp, thì phát tài rồi. Gian thương mà. Dương đại ca huynh nói gì thế? Không có gì. Tiểu thất à, ở bên ngoài, lòng người hiểm ác, không phải ai cũng thiện lương như ngươi đâu, phàm là chuyện gì cũng phải dè chừng chứ. Ta biết mà, Phương Di trước đây thường nói với ta như vậy. Trong tinh giới, ta lừa ngươi gạt nhiều lắm, vì thế không thể hoàn toàn tin lời của người khác được. Cái này ta cũng biết mà, nha đầu này sao nghe không hiểu hả? Ai, bản đồ kho báu này là giả, chấn kinh, sao thế được? Người đó thể son sắt nói trong này tuyệt đối có kho báu của phệ thiên đại đế mà. Đó lại là một trong thập đại đế tôn rất lâu trước đây đó, lẽ nào đại đế cũng sẽ lừa người đại đế có lừa gạt hay không thì ta không biết nhưng người bán thứ này chắc chắn là lừa người tên lừa đảo đáng ghét lại dám lừa bịp ta ta đi tìm hắn bỏ đi bỏ đi người đó chắc chắn không còn ở đó nữa biển người mênh mông ngươi tìm hắn ở đâu tức chết ta mất đừng để ta gặp lại hắn nếu không ta sẽ cho hắn đẹp mặt vậy dương đại ca ngươi xem những thứ này là thật hay giả con nhiều thế à cái này thì sao ha ha vậy quyển tuyệt thế công pháp này thế nào ừ sao đều là giả thế nha đầu này rốt cuộc là đơn thuần đến mức nào đúng rồi thứ này chắc chắn sẽ không phải đồ giả dương đại ca ngươi xem không hề có linh khí dao động nhìn thế nào cũng chỉ là một viên đá dùng thần niệm xem xem tầng bên ngoài của thứ này thế mà có một luồng sức mạnh ngăn cản thần niệm của mình đây là thứ gì chứng thú sao cô lại biết là chứng thú ta biết mà tuyệt đối không thể sai được. Chính là không biết chứng của loài yêu thú nào, có điều ta có thể cảm nhận được, nó chắc là rất lợi hại. Cô có bí thuật có thể cảm nhận được. Đúng thế, đây là thứ ta vừa mới tranh giành với tên phi thánh cung đó, có lẽ hắn cũng đã nhìn ra thứ này không tầm thường rồi. Nếu như cô đã xác định nó là chứng thú, vậy thì giữ cho kỹ. Đúng rồi tiểu thất, cô biết về phệ thiên chiến pháp. Phệ thiên chiến pháp, công pháp của phệ thiên đại đế, đương nhiên ta biết. Phệ Thiên Đại Đế cũng chính là dựa vào bộ công pháp này mới từng bước dẫm lên cảnh giới đỉnh cao, trở thành đế tôn hàng đầu. Ở niên đại của hắn, Phệ Thiên Đại Đế lại xếp thứ ba trong thập đại đế tôn. Ồ vậy bây giờ Phệ Thiên Đại Đế, thế gian tương truyền, Phệ Thiên chiến pháp thiên địa không dung, đại đế tu luyện đến cuối cùng bị thiên địa pháp tác loại trừ, vì thế mới tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng ta lại biết đó là giả. Phệ Thiên Đại Đế thực ra bị người khác liên thủ bao vây tấn công, chết trong túy tinh hải thực lực của phệ thiên đại đế có thể xếp thứ ba trong thập đại đế tôn người dám vây đánh hắn suỵt đây là một bí mật lớn đấy ta cũng nghe thấy lúc phương di và lý thúc nói chuyện với nhau nghe được đôi câu vài lời dương đại ca ngươi không được đi đâu cũng nói ra đấy nếu không sẽ cực kỳ có khả năng dẫn đến họa sát thân cái này đương nhiên ta hiểu chỉ là những sự tồn tại đó sao lại vây đánh phệ thiên đại đế ừm cái này thì ta không rõ Phệ Thiên Đại Đế bị vậy sát là bởi vì có lẽ có liên quan đến bộ Phệ Thiên chiến pháp kia. Xem ra, nên nghiên cứu Phệ Thiên chiến pháp đó rồi. Viên âm châu này huynh cầm lấy, ta cố tình tạo ra đấy. Muốn tìm ta, đưa thần niệm vào trong âm châu là được. Hư Vương cấp thượng phẩm bí bảo. Vậy ta cáo từ đây. Mạc tiểu thất mặc dù quá mắc ngây thơ, nhưng dù gì lai lịch cũng bất phàm. Kiến thức và kinh nghiệm, ta không thể so đo được. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày ta phải mượn đến sức mạnh của cô ấy. Phù được rồi, đã bố trí xong cấm chế trong động phủ, hiện giờ cũng không có ai làm phiền nữa. Cuối cùng có thể yên tâm nghiên cứu phệ thiên chiến pháp rồi. Cảnh chuyển tới bên trong tiểu huyền giới, số dược liệu hư vương cấp này đã lớn thế này rồi. Vừa hay có thể dùng số dược liệu này để cải thiện luyện đan thuật. Xem xem có thể xung kích nút thắt của đạo nguyên cấp không. Ừm, cũng tạm được rồi, sau khi ra ngoài luyện chế tất cả thành đan. Đúng rồi, song kiếm lúc trước tiểu thất đưa cho yêu trùng mẫu thể luyện hóa rồi. Cũng không biết luyện hóa thế nào rồi, để ta xem xem. Ý, từ thanh song kiếm vậy mà lại có dấu hiệu dung hợp với hai cái càng của yêu trùng mẫu thể. Nhưng mà cũng không kỳ lạ, linh trí ngây thơ trong cơ thể nó là do kiếm ý thông linh hóa thành. Đối với bí bảo hình kiếm tự nhiên có sức tiếp cận, ta cũng không thể thua nó được, để ta nghiêm túc nghiên cứu Phệ Thiên chiến pháp xem sao. Phệ Thiên chiến pháp hút vào tất cả mọi vật có linh khí trong thiên địa, hóa thành của mình. Lúc đang phong tạo cực là lúc thành đế thân. Đế nhật nguyệt tinh câu trên trời cũng có thể nuốt vào. Phệ thiên đại đế thật đúng là kẻ điên. Bị những đế tôn khác vây công, tổn thất cũng coi như tự mình chuốc lấy. Loại thôn phệ luyện hóa không chút tiết chế này chắc chắn quá nửa là có hậu hoạn cực lớn, năng lượng vạn vật bất đồng. Nếu như có khả năng chịu đựng và năng lực chuyển hóa cực mạnh, cuối cùng chỉ có thể tạo thành xung đột của các loại sức mạnh khác nhau. Tẩu hỏa nhập ma là điều chắc chắn, Ô Mông xuyên tàn nhẫn bạo ngược, thuộc hạ trung thành cũng nói giết là giết, rõ ràng là có liên quan đến tu luyện công pháp này. Hơn nữa thật sự thần kỳ như vậy, chỉ sợ hắn sớm đã tu thành đế tôn cảnh rồi. Mất công quá, dù gì ta cũng tuyệt đối không lấy tiền đồ của bản thân ra để chơi đùa. Đợi đã, hút vào vật có linh trong thiên địa. Thiên phú của Thạch Khôi nhất tộc cũng là nuốt vào, các loại khoáng vật tinh luyện nếu như để pháp thân tu luyện phệ thiên chiến pháp, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trước tiên là đưa phệ thiên chiến pháp và một phân thần có chút lĩnh ngộ vào trong pháp thân. Pháp thân đã giang hai cánh tay ra. Chập lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Này là bắt đầu tu luyện rồi. Một hồi sau, có phải đã sai sót ở đâu không? Đột nhiên một thứ gì đó rơi thẳng xuống trước mặt mên. Đây là tạp chất sau khi được hút hết năng lượng. Phệ thiên chiến pháp thật đúng là tuyệt đỉnh công pháp dành riêng cho thạch khôi nhất tộc mà. Đôi mắt của pháp thân đã sáng rực lên, cả cơ thể đã có những thay đổi. Có phân thân chủ trì tu luyện của pháp thân, không cần tốn tâm tư quan tâm nữa, ta cũng bắt đầu tu luyện thôi. Đến nay tinh quang trong cơ thể đã tiêu hao hết. Muốn thúc tiến tốc độ chuyển hóa của nguyên lực, cũng chỉ có thể dùng đến nguyên ngưng đan thôi. Bảy ngày sau đó, hiệu quả của nguyên ngưng đan không tồi, chỉ là chậm hơn tinh quang một chút. Nhưng mà tốc độ tiêu hao nguyên ngưng đan của ta nhanh hơn so với các hư vương cảnh khác. Võ giả hư vương cảnh tầng 3 thông thường, dùng một viên nguyên ngưng đan đã đủ chống đỡ tu luyện khoảng 3 ngày, nhưng ta một ngày là dùng xong rồi. Lẽ nào bởi vì ta là thân tinh chủ sao? Đợi đã, đây là chuyện gì vậy? Có kẻ đã chạm vào cấm chế ta bố trí ở động phủ. Thì ra là người của Linh Đan phường. Vào đi, Bái Kiến Dương đan sư, không cần khách khí. Là Khang trưởng quỹ sai ngươi đến tìm ta sao? Có chuyện gì? Trưởng quỹ nói, sau khi ngài xuất quan thì đến đan phường, ông ấy có chuyện muốn thương lượng. Khang trưởng quỹ về rồi. Đúng thế, hôm kia đã về rồi, Dương đan sư, nếu như ngài đang không có việc gì, hay là đi cùng với tiểu nhân đến đan phường trước gặp mặt nói chuyện với trưởng quỹ, trưởng quỹ đã dục nhiều lần lắm rồi. Được, ta đi luôn đây. Mặc dù không biết tại sao Khang Tư lại tìm mình gấp như vậy làm gì, nhưng chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi cảnh chuyển tới linh đan phường khang trưởng quỹ dương đan sư mau vào trong mau vào trong chúng ta vừa đi vừa nói khang trưởng quỹ muốn làm gì dương đan sư có chuyện tốt chuyện tốt gì nào ngồi xuống từ từ nói là thế này tinh sứ đại nhân muốn tặng cho chúng ta một cơ duyên ba ngày sau hắn sẽ khai khởi bảo tháp ngũ sắc ở phong lâm thành ngươi nói xem có phải là chuyện tốt hay không ngũ sắc bảo tháp Bảo tháp ngũ sắc mà cũng chưa nghe nói đến sao? Là khang mỗ hồ đồ rồi, không nói rõ ràng cho Dương Đan sư, Dương Đan sư chớ trách tội, ngũ sắc bảo tháp là một đế bảo. Đế bảo? Không sai, sự tồn tại cấp bậc cao trong đế bảo có điều. Ngũ sắc bảo tháp là một đế bảo đặc biệt, nó không có năng lực tấn công, cũng không có năng lực phòng ngự. Không thể tấn công, không thể phòng ngự, vậy nó có thể làm gì? Dùng để tu luyện, cũng không khác mấy. Ngũ sắc bảo tháp dùng để lịch luyện. Hơn nữa, trước giờ vẫn luôn là võ giả của tinh thần cung mới có tư cách tiến vào trong đó lịch luyện. Nghe ý của Khang trưởng quỹ, lẽ nào bên trong của ngũ sắc bảo tháp có một thế giới? Dương Đan Sư quản nhiên thông minh, trong ngũ sắc bảo tháp, thực sự có một thế giới riêng. Ngũ sắc bảo tháp lại là trí bảo vô thượng của tinh thần cung, tương truyền ngũ sắc bảo tháp được tạo ra bởi Minh Nguyệt Đại Đế, chủ nhân của tinh thần cung. Nhưng thực ra trước khi Minh Nguyệt Đại Đế thành danh, thì ngũ sắc bảo tháp đã có hình thức ban đầu rồi. Chỉ có điều sau đó bị minh nguyệt đại đế luyện hóa thêm mới hình thành nên hình dáng cuối cùng của nó. Trong bảo tháp là một chiến trường cổ, bên trong còn tàn lưu của không ít bảo vật và linh thảo diệu dược thượng cổ, địa hình trong chiến trường biến hóa kỳ lạ khôn lường. Vẫn luôn được cất giữ trong tinh thần cung là nơi lịch luyện mà đệ tử tinh thần cung thích đến nhất. Có điều, ngươi đừng nhìn ngũ sắc bảo tháp mặc dù đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, có vô số võ giả tiến vào trong đó nhưng bảo vật bên trong trước giờ lại chỉ tăng chứ không giảm, ngươi có biết tại sao không? Ta nghĩ là vì có rất nhiều người của tinh thần cung đã chết ở trong đó, nhẫn không gian mang theo đã lưu lại ở bên trong ngũ sắc bảo tháp. Sai, toàn bộ ngũ sắc bảo tháp, tổng cộng phân ra 5 tầng, tầng 1 2 để cho võ giả hư vương cảnh lịch luyện, tầng 3 4 là để võ giả đạo nguyên cảnh lịch luyện, còn về tầng 5 lại là để cho võ giả đế tôn cảnh truy tìm đại đạo. Khiến cho người ta động lòng nhất là, trong thời kỳ thượng cổ vô số chiến binh hùng mạnh đều chiến đấu ở bên trong đã phá vỡ thiên địa tinh thần tan vỡ pháp tắc sụp đổ vì thế trong bảo tháp có không ít sức mạnh pháp tắc đổ nát và bản nguyên tinh thần không hoàn chỉnh mặc dù nói đạo nguyên cảnh chỉ có thể vận dụng pháp tắc một cách đơn giản nhưng thật sự nói sao làm vậy thì chỉ có cường giả đế tôn mới có thể chạm đến sự ảo diệu trong tinh giới vô số võ giả hư vương cảnh không thể tấn thăng đạo nguyên cảnh ràng buộc lớn nhất là không thể cảm nhận được pháp tắc thiên địa Dương Đan Sư chắc là hiểu ngũ sắc bảo tháp mở cho người ngoài thì có lợi như thế nào cho chúng ta đúng chứ? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ngũ sắc bảo tháp quả thực là một nơi không tệ. Không chỉ như thế thôi đâu. Lần này có vô số thế lực đến phong lâm thành, vì thế sau khi tinh sứ đại nhân làm chủ khai khởi ngũ sắc bảo tháp, những thế lực múi nhọn đó nào dám không thể hiện ít nhiều. Ý của Khang Trưởng Quỹ là, hê hey hê, hey, không sao, nhiều thế lực đều lấy ra những vật tư chân quý, bỏ vào trong không gian trong bảo tháp, bên trong không chỉ có linh đan diệu dược, bí thuật công pháp, thậm chí còn có bí bảo cấp đạo nguyên. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ là toàn bộ phong linh thành đều sôi sùng sục rồi. Thánh địa Thiên Võ cũng sẽ lấy ba đạo nguyên quả để vào trong đó. Dương Đan sư, sợ là ngài còn hiểu rõ hơn ai hết tác dụng của đạo nguyên quả. Đạo nguyên quả để luyện chế đạo nguyên đan. Đúng thế, đạo nguyên quả mỗi 10 năm mới có 6 quả, toàn bộ tinh giới cũng chỉ có mấy thế lực mũi nhọn mới có thể trồng được, lần này lấy ra 3 quả thánh địa thiên võ lần này chơi lớn đấy. Khang trưởng quỹ muốn đạo nguyên quả này, lão hủ đương nhiên là muốn rồi. Không giấu dương đan sư, lão hủ đã kẹt ở cảnh giới hư vương cảnh tầng 3 này đã hơn 200 năm rồi, nếu như thật sự có đạo nguyên quả này. Lão hủ cũng có thể vượt qua được nút thắt này rồi. Một viên đạo nguyên đan có thể tạo ra một võ giả đạo nguyên cảnh. Mà một đạo nguyên quả có thể luyện chế được một lò đan, cực hạn của một lò đạo nguyên đan là 9 viên, nếu như có được một đạo nguyên quả cho dù tìm ai luyện chế, y tê nhất cũng phải có được hai viên đạo nguyên đan, tấn thăng đạo nguyên cảnh. Dương đan sư, vào tháp bảo ngũ sắc lần này, chắc ngươi sẽ không phải không đi chứ. Việc trọng đại như vậy, đương nhiên là phải đi góp vui chứ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bỏ lỡ lần này, thì cả đời này cũng không thể tiến vào ngũ sắc bảo tháp nữa. Có điều khang trưởng quỹ tiến vào trong bảo tháp, a, à, ngươi đều là hư vương tầng 3, đối mặt với kẻ địch hư vương cảnh thì không cần lo cái gì, nhưng lỡ như chạm phải cao thủ đạo nguyên cảnh. Ha ha, Dương đan sư lo nghĩ nhiều rồi, tinh sứ đại nhân lần này đặc biệt khai ân để võ giả Phong Lâm Thành tiến vào, thì sẽ không khai khởi toàn bộ bảo tháp, lần này chỉ khai khởi tầng 1 2, chỉ có hư vương cảnh và dưới hư vương cảnh mới có thể vào được. Lại thế nữa à? Chính là như vậy, tin tức này vẫn chưa chính thức truyền ra, chỉ có những người cùng tinh sứ đại nhân vào Ngọc Thanh Sơn mới biết, Dương đan sư nếu đã biết rồi thì xin chuẩn bị cho sớm đa tạ khang trưởng quỹ nhắc nhở dương đan sư khách khí rồi đây cũng coi như một chút báo đáp của lão hủ không cần để ý không cần để ý nếu đã như vậy vậy dương mẫu cáo từ trước ta quả thực phải về chuẩn bị một phen vậy ba ngày sau gặp lại lát sau men trở lại động thất của mình chỉ cần không có võ giả đạo nguyên cảnh thì không cần phải sợ gì cả đến lúc đó chỉ cần cẩn thận với những nguy hiểm của bảo tháp là được có điều vẫn cần luyện chế thêm chút linh đan phòng lúc bất thường Ngày thứ hai, nghe nói gì chưa? Ngũ sắc bảo tháp sẽ khai khởi ở phong lâm thành đấy. Ta cũng vừa mới có được tin tức, lần này không phải là tiêu một đồng tiền mua lượng lớn linh đan để hộ mệnh, thậm chí ngay cả những bí bảo trước đây không nỡ mua, giờ cũng cắn răng mà mua rồi. Lúc này tại động phủ dương khai, vậy nói rồi nhé. Hai ngày sau, cùng nhau vào ngũ sắc bảo tháp. Được, hai ngày sau hội hợp ở quảng trường. Nghĩ thì vẫn không yên tâm, ngay khi tiểu thất biết tin tức đã thông báo ngay cho mình, mặc dù mình sớm biết rồi, lại quên thông báo cho cô ấy. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó tại phủ thành chủ, mật thất. Công chúa Điện Hạ vẫn ổn chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Ai, công chúa Điện Hạ người cũng quá tùy hứng rồi. Thế mà lại dùng ngụy Nhan Châu lừa ta, cùng ta rời khỏi tinh thần cung, lần này sau khi trở về, không tránh được bị đại đế trách phạt một phen rồi. Tiêu thúc thúc đừng sợ, đến lúc đó Huân Nhi cầu tình cho người là xong, người là huynh đệ của phụ thân, Ông ấy nhất định sẽ không trách phạt người đâu. Hử? Bây giờ ngươi còn không lo được cho thân mình đấy, còn có thể cầu xin cho ta cái gì? Đại đế nói rồi, đợi sau khi ngươi về đến Tinh Thần Cung, cấm bế ngươi 10 năm. 10 năm, còn không bằng giết ta đi cho xong, người ta cả ngày ở trong thần cung quá buồn chán, mới muốn ra ngoài chơi. Vậy ngươi cũng phải chọn đúng lúc chứ, rõ ràng ngươi biết bản thân sắp đột phá rồi, tại sao lại không yên ổn ở trong thần cung, ngược lại lại mạo hiểm ra ngoài? còn không phải là nghe nói có thánh linh xuất hiện sao ta cũng chưa từng thấy thánh linh muốn đến xem náo nhiệt thôi ngươi là con gái của đại đế tấm thân ngàn vàng sau này còn sợ không xem được thánh linh sao nếu thật sự không được thì để đại đế dẫn ngươi đến long đảo làm khách nơi đó chỗ nào cũng là thánh linh mấy con rắn lớn thì có gì đáng xem mấy con rắn lớn bỏ đi bỏ đi bây giờ ngươi cũng không thể áp chế khí cơ đột phá trong cơ thể đưa ngươi về thần giáo cũng không kịp nữa Ta sẽ khai khởi lối vào của Ngũ Sắc Bảo Tháp ở đây. Đại đế cũng ở bên đó khởi động tháp bảo thật để ngươi vào trong đột phá. Để che giấu tai mắt của người khác, thậm chí còn truyền ra ngoài là tinh thần cung ta lần này tặng cho võ giả trong thành một cơ duyên, khó khăn lắm mới lay động được mấy tên của Thiên Võ Thánh địa, Vô Hoa Điện và Thanh Dương Thần Điện đến giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào sức của một mình ta, căn bản không thể làm đến mức đó. Chỉ là đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ dùng bí thuật trực tiếp đưa ngươi lên tầng 3 cố gắng hấp thụ những pháp tắc thiên địa và sức mạnh bản nguyên tinh thần vỡ nát đó. Ngươi biết làm thế nào để dẫn dụ sức mạnh của pháp tắc thiên địa và bản nguyên tinh thần chưa? Ta biết rồi. Ừm, phụ thân trước đây đã dạy cho ta, ta còn cố ý học một bộ bí thuật. Vậy càng tốt, chỉ là đáng tiếc. Công chúa Điện Hạ Ngài không phải là thân thế của tinh chủ, nếu như luyện hóa thành công những bản nguyên tinh thần này từ mấy năm trước thì lần này chắc sẽ càng có lợi hơn nhiều. Tiêu thúc thúc cũng không phải là thân thể tinh chủ, Chả phải là vẫn giống thế tu luyện đến đế tôn tầng 2 sao Hoan Nhi rất tin tưởng vào bản thân Sẽ có ngày đạt được cấp bậc như phụ thân Tốt Công chúa Điện Hạ có hùng tâm tráng trí như thế thì càng tốt Đáng tiếc Điện Hạ ngài không phải là thân nam Nhi Thân nam Nhi thì làm sao Ta kém hơn những nam nhân đó sao Ý của Tiêu Thúc là nếu như ngươi là thân nam Nhi Tiêu Thúc sẽ có thể uống rượu đàm đạo với ngươi Ta mới không cần đâu Hội hám Cũng chả biết ngon cái gì chứ Ha ha lần này quan trọng nhất là công chúa điện hạ phải đột phá cảnh giới trước mắt đương nhiên nếu như thời gian dư dật cũng có thể lịch luyện ở tầng 3 một phen ở tầng 3 còn có không ít đồ tốt có rất nhiều bảo bối cho dù là mấy lão già như chúng ta tiến vào thì cũng chưa chắc có được Hoan nhi ghi nhớ hai ngày sau đó nghe nói tháp bảo ngũ sắc thật không ở đây cũng không ở trên người của tinh sứ đại nhân lần khai khởi tháp bảo ngũ sắc lần này chủ yếu là tinh sứ đại nhân liên hợp với nhiều đế tôn cảnh đà thông thông đạo tiến vào tháp bảo ngũ sắc mà thôi thì ra là thế vì thế nói cho dù bảo tháp không ở đây cũng có thể vào được ta còn tưởng rằng tinh sứ đại nhân của tinh thần cung đó lúc nào cũng mang theo tháp bảo ngũ sắc đấy nhưng nghĩ thế nào thì cũng không hiểu là tại sao bây giờ cũng coi là hiểu rồi dương đại ca dương đại ca cũng coi như tìm được huynh rồi ở đây nhiều người quá tên này toàn thân là pháp bảo giống như gai nhím vậy thật sự là hại người quá đáng tiểu thất à sao thế dương đại ca vai ngươi chảy máu rồi ai đánh lén ngươi quá đáng ghét không sao không sao chỉ là lần sau ngươi đừng tùy tiện chạm vào ta nữa nếu không có khả năng ta sẽ chết vì mất máu nhiều đấy dương đại ca xin lỗi nhé ha ha dương đan sư thì ra ngươi ở đây à khang trưởng quỹ trông thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của dương đan sư khang mẫu yên tâm rồi xem ra lần này dương đan sư chuẩn bị không tệ ý vị cô nương này là ồ tiểu thất là bằng hữu của ta tiểu thất đây là khang trưởng quỹ dương đan sư trước đó lão hủ đã tìm vị đại nhân của tổng bộ thương hội thăm dò chút tin tức cho dù võ giả vào tháp bảo cùng nhau nhưng cũng sẽ xuất hiện ở những vị trí không giống nhau trước đó lão hủ còn mong sẽ đi cùng với dương đan sư bây giờ xem ra sợ là không được rồi như vậy cũng tốt mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình đúng rồi khang trưởng quỹ những người ngồi trên kia là ai? Người thứ nhất bên trái là Trần Văn Hạo của Thiên Võ Thánh Điện người thứ hai là Lâu Sất Đại Nhân, hội phó của Thương hội Tử Nguyên. Người thứ ba là Tăng Nguyên Đại Nhân, hội phó Thương hội Thất Diệu. Còn về mấy vị còn lại, Lão Hủ cũng không biết lai lịch của bọn họ, cũng không rõ danh xưng. Người đầu tiên ở bên phải là Phong Minh của Vô Hoa Điện, tiếp theo là Cao Tuyết Đình của Thanh Dương Thần Điện, ngồi ở giữa là Tiêu Vũ Dương Đại Nhân, tinh sứ ngân tịnh của Tinh Thần Cung. Mấy người bọn họ, ngoài tiêu vũ dương ngân tinh xứ là đế tôn nhị tầng gia, thì còn lại toàn bộ đều là đế tôn nhất tầng kiến thức cô nương uyên bác lão hủ bội phục đây không tính là gì vừa rồi khang tư nhiên lúc giới thiệu những đế tôn cảnh này cho dù người khác không nghe thấy cũng thêm chữ đại nhân ở đằng sau để tỏ vẻ cung kính nhưng tiểu thất lại luôn gọi thẳng tên những người này có thể thấy nha đầu này không quá để ý những cường giả này hoàn hồn đan cửu chuyển thánh dược trị thương đẳng cấp nhục bạch cốt hòa tử nhân Chí bảo gia truyền, nhanh chóng mua đi. Tiếng này là, sao nghe quen tai thế nhỉ? Mau đến mua mau đến mua, bất tử nguyên lấy cửu chuyển hoàn hồn đan làm nguyên liệu tạo thành. Bất tử nguyên dịch chính là tinh hoa do thần vật bất lão thụ ngưng tụ ra đấy, ngàn năm một giọt, đi qua ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Thì ra là hắn. Là tên lừa đảo kia, đợi đã. Tên lừa đảo ngươi, lại dám ra lừa người tiếp, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi thế nào. Ngũ sắc bảo tháp tên lừa đảo nhà ngươi. Lại mắc bẫy rồi, tức chết ta mất thôi. Đừng nản lòng, chỉ cần hắn vẫn còn lừa người ở đây, rồi sẽ có lúc gặp được. Vậy mà lại có thể biến mất tại chỗ trước sự xác định thần niệm của ta. Có thể thấy lão gia hỏa này cũng không tầm thường. Các vị bằng hữu ở phong lâm thành xin hãy yên lặng. Nhận được ân từ của ngân tinh sứ tiêu đại nhân, mở ra ngũ sắc bảo tháp ở phong lâm thành ta, lại được các vị đại nhân giúp đỡ. Đoạn mỗ hồ thạnh là thành chủ, thay mặt các vị bằng hữu khắp phong lâm thành cảm tạ các vị đại nhân bớt nói nhảm nói chuyện chính đi giả dạ, giả dạ. thời gian đã đến mời các vị đại nhân mở ra ngũ sắc bảo tháp vừa vào trong tháp sống chết giàu sang đều theo thiên mệnh của mình tiêu vũ dương đã triển khai bí thuật lên không trung chư vị đã vất vả rồi năm người còn lại cùng tới hỗ trợ ông ta mở trận chuyển động của đồ án này khiến người vừa nhìn vào đã cảm thấy có chút chóng người khó chịu mời đại đế ra tay. Ông ta một trưởng đánh tan vòng xoáy của Trần Pháp. Ngũ sắc bảo tháp đã xuất hiện. Đây là, là bảo vật mà các đại thế lực kia lấy ra, ta nhìn thấy một kiện bí bảo. Thứ này chắc không phải đạo nguyên quả chứ. Nếu như có thể có được quả này, ta cũng có thể phổ thăng đạo nguyên cảnh rồi. Chư vị, có thể tiến vào rồi. Ông ta để ý với công chúa ở phía bên dưới. Âm thầm truyền thứ gì đó ra phía sau lưng cho cô ta sắp bị đè chết rồi. Tiểu thất cũng không biết bị lại đi đâu nữa. Thứ gì vậy? Suýt nữa thì quên, cô ta là một con nhím. Tiểu thất, dẫn đường. Ừm. Thứ gì vậy? Mên cùng tiểu thất nhảy lên vai bọn họ mà đi. Đến rồi. Nơi này chính là nội bộ bảo tháp. Có vẻ như thiên địa linh khí nơi này không hề nông hậu, ngược lại có vẻ mong manh. Hơn nữa pháp tác chi lực ở nơi này cho người cảm giác rất kỳ quái, không hề hoàn chỉnh giống như bên ngoài kia mà là một loại trạng thái gần như vỡ vụn, nhưng chính trạng thái này lại khiến người càng muốn tham ngộ và tìm hiểu thêm. Tinh thần cung có bảo vật như ngũ sắc bảo tháp này, đệ tử trong cung ở cửa ải phổ thăng đạo nguyên cảnh ít nhất cũng dễ hơn người khác khoảng ba thành. Tiếng kêu thảm. Phía trước những người không may mắn đã bị đàn cá sấu vây quanh. Bọn chúng kéo họ xuống rủ bơi cùng. Nhanh quá, đây là hung thú gì vậy, lại có thể trong nhất thời xé nát một người một con đã phóng tới chỗ mên há to chiếc miệng của nó ra nó nhắm thẳng vào đầu của mên mà đớp nhưng mên đã cúi xuống né đi nguy hiểm quá mên tung một đấm vào mõm của nó khiến nó gãy mất mấy chiếc răng chim cút nó đau đớn chạy vội xuống nước mên phóng thần thức ra xung quanh thăm dò số lượng quá nhiều chạy thì hơn đột nhiên mên khựng lại rơi xuống bên dưới cấm không đại trận xem ra đây chính là các loại cấm chế thiên kỳ bách quái mà khang tự nhiên từng nói trước khi vào đây ở vị trí cấm không này một khi vượt qua độ cao nhất định những cấm chế này sẽ áp chế võ giả quay trở lại đám ca sấu tiếp tục lao tới đến đi thời gian trôi qua mên dù đấm bay khá nhiều nhưng bọn chúng quá đông vẫn bị ba con lao tới cắn vào bụng và tay và chân một con khác cũng lao tới anh ơi cho em cắn một cái thôi Mên bị bọn chúng kéo xuống dưới nước. Lúc này cả đàn cá sấu thì nhau bơi tới mà cắn. Bí thuật nguyệt nhận. Mên tung ra không gian chi nhận cắt đàn cá sấu thành nhiều khúc. Không biết điều, ma nhãn mở, lại có thêm những con khác bơi tới, vẫn nữa. Mên gọi mẫu trùng thể ra chơi với bọn chúng. Con bọ hung thử luôn sức mạnh của song kiếm được Mên tặng. Song kiếm cắt đám cá sấu ra từng khúc một nên để ý thấy thứ gì đó đang phát ra ánh sáng màu đỏ đó là cái gì đây là cái gì lúc xanh lúc đỏ mặc kệ hái đã rồi tính ở đây có lẽ không chỉ có một cây đi tìm xem quả nhiên vẫn còn nửa ngày sau đây có lẽ là tầng đầu tiên của ngũ sắc bảo tháp nếu đến tầng hai phải tìm được một đạo ngũ sắc quang trụ nối trời với đất tiếng gì vậy chân long hư ảnh cảnh chuyển tới một nơi nào đó vậy mà lại dẫn đến nhiều người như vậy. Mau xem, những bí bảo bày trên tế đàn thấp nhất cũng là đạo nguyên cấp. Những chấn động sức mạnh của công pháp và dược bình kia cũng cực kỳ mạnh, chắc chắn không phải vật tầm thường. Những thứ này, lẽ nào là các đại thế lực đặt ở đây? Không phải vậy. Nghe nói tế đàn này là do người phá đi cấm chế đột nhiên nổi từ dưới lòng đất lên, tuyệt đối không phải do các đại thế lực kia đặt vào. Những thứ này đều phát ra hơi thở thượng cổ. Lẽ nào là bảo vật từ thời thượng cổ để lại? vậy còn chờ gì nữa mau tranh đi chư vị chậm đã khương sở hà công tử đó là khương ra sao không biết khương công tử vì sao lại ngăn cản lẽ nào là muốn dựa vào thế lực khương gia độc chiếm bảo vật trên tế đàn sao nơi này là ngũ sắc bảo tháp bảo vật thuộc về người có duyên khương công tử nếu như muốn độc chiếm vẫn là suy nghĩ một chút đi nghe nói trong phong lâm thành thực lực của khương gia không tồi có một lão tổ đạo nguyên cảnh tầng một nếu như ở phong lâm thành mọi người có thể sẽ vì cố kỵ vị lão tổ khương ra kia mà nể mặt khương sở hà một chút nhưng đây là đang ở trong ngũ sắc bảo tháp đừng hiểu lầm khương mẫu không hề muốn độc chiếm bảo vật khương mẫu chỉ là muốn nói với chư vị nơi có lợi ích chắc chắn có nguy hiểm chư vị lẽ nào cho rằng thứ trên tế đàn kia sẽ đơn giản đặt ở đó đợi mọi người đến lấy sao điểm này chúng ta tự nhiên là biết nhưng mà nếu như có nguy hiểm mà không dám tiến lên vậy còn tu luyện làm gì nữa các vị bằng hữu gan dạ lắm, nhưng mà, các vị bằng hữu liệu có nên nghe ngóng một chút, tế đàn này rốt cuộc là gì không, cái gọi mà biết người biết mình trăm trận trăm thắng mà. Lẽ nào Khương công tử biết, nếu là vậy, vậy mời Khương công tử chỉ giáo. Khương Mỗ cũng không rõ, nhưng ta nghĩ, nơi này có lẽ có người biết. Tần tiểu thư, cô nói xem. Nghe nói Tần Ngọc tiểu thư từ nhỏ đã học rộng hiểu nhiều, biết rất nhiều về bí cảnh trong thiên hạ. Không biết Tần tiểu thư biết được bao nhiêu về tế đàn này. Tiểu thư nhà ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, không tiện nói chuyện nhiều, mong chư vị thông cảm. Không sao, nếu như Khương Công Tử và chư vị bằng hữu đã muốn biết, vậy thiếp thân cũng nói một chút vậy. Thì ra là vậy, mục đích lúc đầu của Khương Sở Hà này chính là muốn nghe ngóng tin tức từ chỗ Tân Ngọc này. Đẩy cô ta đến sự chú ý của mọi người, cứ cho không muốn nói cũng phải nói, thủ đoạn này thật sự có chút bỉ ổi. Vật này tên gọi Thăng Long Đàn. Thời gian nó xuất hiện không hề cố định, vị trí xuất hiện cực kỳ lay động, có thể xuất hiện ở bất kỳ tầng nào. Nghe đồn thời thượng cổ đã tồn tại rồi, cho nên, cho dù là người của tinh thần cung tiến vào nơi này, muốn nhìn thấy thăng long đàn cũng không dễ dàng. Trong điển tích của tinh thần cung ghi lại, thăng long đàn tông cộng xuất hiện 8 lần mà thôi. Lần đầu tiên xuất hiện, đều sẽ có một số bảo vật quý hiếm hiện thế, nếu như có thể có được một trong số đó, hoặc có thể vượt qua long môn. Tu luyện đến cảnh giới đế tôn cũng không phải không thể nào. Cảnh giới đế tôn, thật vậy sao? xin hỏi tần tiểu thư, thăng long đàn này có chỗ nào nguy hiểm vậy? Cụ thể có nguy hiểm thế nào, Tân Ngọc cũng không biết rõ, ghi chép liên quan đến nó trong điển tích rất ít, thiếp thân cũng là lần đầu tiên tiến vào, cho nên. Nhưng mà, nghe nói thăng long đàn này vốn là một kiện bí bảo, hơn nữa là bí bảo làm ra từ long cốt. Cho nên muốn tiếp cận thăng long đàn, bắt buộc phải chống đỡ được áp bức long uy của thượng cổ chân long. Được tạo thành từ long cốt, áp bức long uy của thượng cổ chân long, này, không ổn, có người muốn tranh bảo vật. Đám người vừa lao tới đã bị thăng long đàn công kích. Đậu xanh, không cần biết thế nào cũng phải giành được. Là người của quỷ vũ môn, bảo vật là của ta, lần này thì hay rồi, đều đến tranh giành. Một đám hề mất mặt. Tên Khương Sở Hà đang cười sung sướng, dùng bí bảo tấn công từ xa. Người có khả năng mới có bảo vật, công pháp này quy về Khương. Nụ cười trên mặt hắn ta đã tắt. Sao lại thế này chứ, pháp bảo của ta sao lại mất linh rồi. Đột nhiên có thứ gì đó ép hắn ta xuống đất. Khương Sở Hà bị ép úp mặt xuống đất. Ha ha ha, Khương công tử chiêu này của ngài gọi là chó giữ gặm phân, thật đúng là mất hết công sức mà, tại hạ bội phục bội phục. Đậu xanh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Không được, ngự không phi hành cũng sẽ bị rơi xuống. Long uy đáng sợ này, căn bản không thể nào lại gần. Bí bảo cũng không dùng được, nơi này làm sao vậy? Tiểu thư, Chúng ta, đừng vội, thăng long đàn, không dễ lại gần vậy đâu, các ngươi phải nhân cơ hội này. Cảm nhận kỹ long uy của thượng cổ chân long, rất có ích với rèn luyện tâm trí. À, Hà, người này, sao lại chẳng vội vàng gì hết vậy? Chuyện gì vậy? Hình như có người đang nhìn ta. Cô ta nói hơi nhiều đã ho khụ khụ. Tiểu thư, ta không sao, người đó, không thấy nữa. Cô gái này rất kỳ lạ rõ ràng chỉ là phản hư cảnh tầng hai nhỏ bé cặp mắt đó giống như nhìn thấu ta vậy ngày sau nếu không cần thiết vẫn là tránh tiếp xúc với nữ tử này thì tốt hơn một tên trong đó đã cười man rợ rồi tấn công mọi người xung quanh sau đó thủ cấp của hắn ta cũng đã bị nổ tung long luy áp bức ta từ bỏ đây là nạp mạng đấy lại làm sao nữa đột nhiên phía sau hắn ta vang lên một tiếng nổ không được lùi về sau vừa lùi lại sẽ chạm vào cấm chế chết ngay tại chỗ chỉ có thể cắn răng mà tiến lên thôi đây là không sai trước áp bức của long uy vô thượng đó mỗi khi bước ra một bước sức mạnh trong cơ thể đều sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực tốc độ tuyệt đối nhanh hơn dùng nguyên ngương đan mặc dù rất muốn xông qua đem mười mấy kiện bảo vật cướp đi nhưng mà sẽ rêu rao quá mức con chưa nói đến sau khi đoạt được bảo vật có thể thoát khỏi sự bao vây của đám người này không sau khi rời khỏi bảo tháp sợ là cũng sẽ gặp phiền phức này cũng chẳng có gì khó khăn hết ha 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 ngu si những người phía trước kia khi chống lại long uy áp bức hình như nhẹ nhàng hơn những người khác rất nhiều tuyệt đối đều là nguyên lực đã chuyển hóa hoàn toàn lát nữa phải làm thế nào trước mặt bọn họ thần không biết quỷ không hay mà đóng gói hết đống bảo vật kia đây lại dám vượt qua bản công tử đi chết sao có thể mạnh vậy chứ nguy rồi không thể lùi lại đậu xanh hắn nhận một kích từ minh kêu oai oái hắn ta thổ huyết thương tích đầy người còn tưởng là tên nào có mắt không tròng thì ra là khương công tử hắn chỉ tùy ý đánh một kích ta liền rơi xuống thế hạ phong lâm phong thành từ lúc nào lại có nhân vật lợi hại như vậy các hạ là ai chẳng qua chỉ là người khương công tử không nên động vào thôi vừa rồi là khương mỗ đã mạo phạm các hạ đừng trách tha ngươi một mạng lần sau thì mở to mắt ra khốn nạn đừng để ta tìm được cơ hội đến lúc đó sẽ trả ngươi gấp bội người này có lai lịch thế nào tiểu thư người đó làm sao vậy đợi ra khỏi ngũ sắc bảo tháp cho người đi nghe ngóng ạ à. còn có nhớ lấy nghe ngóng là được đừng đắc tội hắn